chị hai của cô và anh rể của cô đã dặn dò những người bên ngoài đó không được giúp cô. Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cô thôi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào vườn hoa của má tôi. Đối với người mà mình hận, thật ra có rất nhiều cách khác nhau để đối phó. Đủ rồi, các con xem trúc của các con giống cái gì. Đều là người một nhà mà. Sau này nếu ai còn đối đầu với Lệ Tường chính là đối đầu với ta đó. Bánh nếp con làm có hợp khẩu vị của má không? Bánh nếp con làm rất là ngon, nhưng mà so với thím mập làm thì còn thua kém xa lắm đó. Ai là thím mập vậy? Thì là vợ của chú mập ở trại nuôi trai đó mà. Thím ấy lo mọi chuyện nấu nướng trong trại. Thím ấy rất là tốt bụng, thỉnh thoảng có mang mấy món ngọt lên cho chúng ta ăn. Nhưng mà ngon nhất á, là món bánh nếp của thím ấy làm. Lần sau thím ấy mang lên, má sẽ để dành cho con một phần. Cảm ơn má. Bà nội. Nội à, hiếm khi đông đủ như vậy, hay là chúng ta chơi dài dáng đi. Dạ đúng đó. Bà nội à, lâu rồi không ai rủ bà đánh bài rồi. Dạo này bà không được may mắn cho lắm, cho nên không muốn chơi. Chơi đi bà nội. Bà nội là cao thủ mặt trượt mà. Còn con chơi rất là dở. Bà nhất định phải dạy cho con cách chơi, để sau này con thường xuyên hầu bà chơi. Muốn bà chơi cũng được, nhưng bà muốn Lệ Thường chơi chung kìa. Tam Đồng. Bà nội à, chẳng phải bà đang đợi bài sao? Có câu cờ bạc không nể người thân mà. Các con cứ nhường bà như vậy là rất không công bằng với Lệ Thường đó. Bác ơi rồi. Có nhầm không? Đánh chữ này rõ ràng nhường bài mà. Ngồi coi không được xen vô. Rõ ràng bà thiên vị đó. Chị ba nhường bài mà không ăn, đến lượt cô ta nhường bài thì bà lại tới. Tiền gì cái gì đâu. Con bà có Lệ Thường đánh không phải là nhường cho bà, do bà gặp mai thôi có biết không. Cô ba ơi, có người gọi điện thoại đến tìm cô. À biết rồi, cảm ơn, em chơi giúp chị nha. Bà nội à, hay là ngày mai mấy chị em con đi ăn chay cùng bà nha. Ờ, ngày mai em không rảnh. Hay là để ngày mốt đi. Đúng đó, ngày mai em có hẹn với Trung Nam rồi. Cũng được, con gái này suốt ngày chỉ biết hẹn hò thôi, không biết nghĩ tới ai cả. Ba chị em họ vốn định lấy lòng má, nhưng chú Bích Hà vừa nghe xong điện thoại thì không quan tâm tới chuyện lấy lòng má nữa. Cô ta có vẻ rất khác lạ. Người đàn ông đó là ai vậy? Thêm à, con có muốn ăn kẹo không? Kẹo này ngon lắm đó. Không ăn thật sao? Thơm quá. Ngon lắm đó. Ăn. Cảm ơn bà hai trước đi. Cảm ơn bà hai. Nè, ngoan. Con đúng là rất ngoan. Má con không ở đây mà con vẫn ngoan ngoãn ngồi vẽ không phá phách. Thật ra thì bà hai thấy má con suốt ngày ở nhà một mình. Má con không có bạn bè sao? Dạ không. Một người cũng không à? Con không biết. Con với má con đang sống yên ổn ở đó, tại sao lại dọn về đây?
Má nói má muốn gặp ông ngoại cho nên mới dọn về đây ở. Má con rất nhớ ông ngoại. Má con dạy con nói như vậy hả? Con không biết. Bà muốn biết thì hỏi má con đi. Má ơi. Má. Bé Thiên. Má kêu con ở trong phòng đợi má. Sao con chạy ra ngoài này? Lại còn tùy tiện ăn kẹo nữa. Con xin lỗi. Cô đừng có trách nó. Thật ra là tôi cho nó ăn đó. Đi thôi. Bà Hai hỏi con như vậy thật sao? Dạ phải. Con có nói chuyện khác cho bà biết không? Dạ không. Má dạy con nói sao thì con nói vậy. Bà còn muốn hỏi con thêm nữa, con kêu bà hỏi má đi. Có phải con giỏi lắm không? Con giỏi nhất rồi. Hôm khác má sẽ đưa con đi công viên chơi. Thật hả? Má nói dối con bao giờ chưa? Hay quá, hay quá. Con lại được đi công viên chơi rồi. À phải rồi, trộn bột như vậy có phải không? Bột nếp á, phải cho chén rưỡi, còn bột năng thì nửa chén là được. Thật ra thì má thường ở trước mặt con khen bánh nếp của thím làm rất ngon. Sau này phải theo thím học hỏi thêm rồi. Làm nhiều thì quen tay thôi. Tôi nấu ăn hơn 20 năm rồi, biết đâu lát nữa cô nấu còn ngon hơn tôi. Cũng mong là vậy. Thím Mập à, má còn thích món bánh ngọt ở quê của thím nữa không? Quê tôi còn rất nhiều loại bánh ngọt. Người đàn bà đó vì muốn lấy lòng bà nội nên dùng đủ mọi cách. Người nào có mắt nhìn vào cũng biết ngay. Cô ta biết rõ bà nội thích ăn món bánh nếp ở quê Tím Mập là liền kêu Tím Mập đến đây dạy. Ai cũng biết cô ta thích dùng thủ đoạn chứ. Chị không để cô ta tiếp tục lộng hành vậy chứ. Em muốn nói gì hả? Chị và em đều thấy đó. Tôi Lệ Thường vì muốn lấy lòng bà nội đã làm không ít chuyện. Nếu chúng ta còn không làm gì đó thì e là sẽ quá muộn. Em nói vậy là có ý gì? Ý của em là chị đấu không lại cô ta sao? Người đàn bà đó nghĩ gì chị vừa nhìn là biết ngay. Chị Hai, em không có ý nói vậy. Em muốn nói là chị một mình đấu với cô ta thì chi bằng để cho em và Bích Lâm giúp chị. Em biết trước giờ chị vẫn luôn cho rằng em quay về để tranh giành với chị. Chị tin hay không cũng không sao. Em thật sự không có ý đó. Má chồng em đối với em thế nào thì chị cũng nhìn thấy rồi. Ngôi nhà này mới chính là chỗ đem lương thân. Và lại chị là chủ tịch của Hào Nguyệt, em làm sao giành với chị được chứ. Dù sao chúng ta cũng là chị em ruột, giọt máu đào hơn ao nước lã. Bà ta thì khác. Chị đành lòng để bà ta chiếm hết gia sản của mình sao? Được, chị tạm tin em một lần. Vậy bước đầu tiên em định làm gì hả? Trước tiên em cần học hỏi mọi chuyện trong công ty. Liên quan gì đến việc đối phó cô ta chứ? Nếu em biết nhiều hơn cô ta thì sau này cô ta muốn chiếm công ty cũng không được. Tóm lại là bây giờ chị em chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực đối phó cô ta. Nhưng trước hết chúng ta cần phải xử lý xong một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm xin tay nhân xin trường như chay sương sương cầu mặn tay vong. Cơ con kìa, các con như vậy mới là chị em chứ. Lúc tụi con còn nhỏ rất hay hát bài này cho bà nội nghe, con còn nhớ không? Bà nội à, tụi con biết lỗi rồi. Bà nội, tụi con không cãi nhau nữa. Trời ơi, bà nội tốt bụng. Bà nội tốt bụng, xin bà nội đại nhân đại lượng cho bà kẻ đại bố chúng con. Ai phàn ta pha chú cùng hai bát pha sợi cô yên hốt pha chú phan huyệt lòng. Ông chủ Hoàng, anh thấy sợi dây chuyền này hợp với em không? Hợp, rất hợp đó. Nhưng mà em đeo sợi hình trái tim sẽ càng đẹp hơn. Ôi trời ơi, người ta thích sợi dây chuyền này hơn mà. Ông chủ Hoàng cũng nói là hợp với em. À, phải rồi, có kiểu nào gần giống như vậy mà giá rẻ hơn không? Ông chủ Hoàng, muốn đánh giá một sợi dây chuyền ngọc trai thì có mấy điều căn bản sao? Nè, phải xét độ sáng, độ dày kiểu dáng, lớp vỏ và màu sắc của ngọc trai. Sợi ngọc trai này xét về mặt nào cũng đều thập toàn thập mỹ, tiền nào của đó. Thì biết là như vậy nhưng mà... Vì một nụ cười của người đẹp thì không tiết kiệm được số tiền này đâu. Thì cũng phải đó, nhưng mà... Anh còn luôn miệng nói là thương em, chỉ là giả dối thôi. Một sợi dây chuyền nhỏ xíu mà cũng không mua tặng em nữa. Thôi được, em đi họp đêm chơi đi. Này, em đừng có như vậy mà. Sao anh lại không thương em được chứ? Ông chủ Hoàng, thử nói thật lòng mình đi. Đàn ông quan trọng nhất là cái gì hả? Là thể diện đó. Phải. Em thật sự rất thích sợi dây chuyền này. Ông chủ Hoàng, Lucy đã thích sợi dây chuyền này như vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, mua luôn đi. Gói lại giùm tôi đi ha. Cảm ơn ông chủ Hoàng. Em thiệt là... Ông chủ Hoàng, vậy tôi gói lại luôn nha. Được. Chú Hoa. Hả? Người ngồi bên đó là ai? Cô ấy là hoa khôi của hộp đêm tên là Lucy. Cô ấy thường đưa khách đến mua hàng của cậu xanh đó. Cô ấy lợi hại lắm, bao nhiêu ông chủ cũng bị cô ta làm mê mẩn hết. Cô ba. Xin chào. Cô ba. Chào cô ba. Mọi người cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn đến làm quen với công việc trong xưởng thôi. Cô ba. Ở bên này chủ yếu là sửa lại kích cỡ đồ trang sức của khách hàng, dây chuyền nè, nhẫn nè. Còn nếu như đơn đặt hàng lớn thì làm ở xưởng ở bên kia. Bên kia có phòng xưởng lớn hơn chuyên về phân phối hàng, còn tôi thì làm ở cả hai bên. Vậy muốn làm hoàn tất một món trang sức thì phải trải qua các bước thế nào? Phát à, cậu tới giải thích đi. Dạ. Cô ba, thông thường thì muốn tạo một trang sức, trước tiên phải có nhà thiết kế vẽ ra, sau đó thì nhân công tạo bản mẫu. Nhân công tức là thợ làm vàng sao? Đúng vậy. Sau đó thì do thợ trạm trổ gắn đá vào. Quá trình này được chia thành bắt trạm, bức trạm và sóng đinh nữa. Trạm xong rồi thì có thể đem trang sức đi đánh bóng. Nếu đem đánh bóng xong mà vẫn chưa được hoàn hảo, chưa đủ độ sáng, thì chúng tôi sẽ xi thêm một lớp rhodium. Như vậy trang sức sẽ đẹp hơn. Vậy khi chạm ngọc trai thì cần chú ý điều gì? Vì bề mặt của ngọc trai tương đối mềm, cho nên chúng tôi sẽ không bắt trạm và bức trạm như là vừa nói. Thông thường thì chúng tôi sẽ xỏ kim ngay ở khe này của ngọc trai, dùng kim giữ chặt lỗ ngọc rồi dán keo vào. Như vậy sẽ hoàn tất mọi công đoạn. Làm được một món trang sức quả thật rất phức tạp. Đúng vậy, chúng tôi còn phải làm rất là tỉ mỉ nữa. Đúng rồi. Có cách nào để phân biệt ngọc trai thật hay ngọc trai giả hay không? Thật ra thì ngọc trai của chúng ta đều là hàng thật giá đúng đó. Nè, cô muốn biết là thật hay giả thì dùng đầu lưỡi để thử ha. Nó sẽ có cảm giác hơi cộm ở ngay đầu lưỡi. Ý của chú là chú đã thử qua tất cả ngọc trai ở đây rồi hay sao? Thật ra chúng tôi chỉ dùng kính lúp thôi. Chúng tôi dùng kính lúp soi và ngọc trai sẽ thấy các dòng xoắn li ti như là dãy cá. Còn để phân biệt ngọc trai nuôi với ngọc trai tự nhiên thì chúng tôi sẽ dùng dung dịch thủy ngân. Nếu thấy nó nổi trên mặt thì là ngọc tự nhiên, còn nếu chìm xuống thì là ngọc nuôi. Thật sự cảm ơn mọi người. Mọi người đã dạy tôi rất nhiều. Tại sao trên tem giá đều có viết như vậy?
Em muốn hỏi anh tại sao trên tem giá lại viết như vậy, sao không viết số cụ thể? Anh phải gọi điện thoại, lát nữa nói cho em biết. Vậy khi nào rảnh thì anh qua tìm em nha. Anh không biết phải nói bao lâu. Có thể chỉ mất một phút, nhưng cũng có thể mất hơn vài tiếng. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản thôi. Nếu như chịu chú ý, học là biết ngay thôi. Ê, cô ba. À, cô ba. Vịt quê cô mua rất ngon, cảm ơn cô. Mọi người thích ăn là được rồi, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn. Sao chúng tôi có thể để cô đãi hoài được? Có sao đâu. Làm gì dạ. À phải rồi, tôi có một số điều không rõ lắm, muốn nhờ anh chỉ dạy. Đừng nói là chỉ dạy, có chuyện gì à? Cái này thì một bên viết đơn giá, còn một bên viết ký hiệu. Nó có nghĩa là gì vậy? Hèn gì cô không hiểu. Cái này là mật mã. Mật mã? Ừ. Nè, thí dụ như cái này nè. Nhân dĩ tam đại, tức là 3.583 đồng. Hay là cái này, đại nhị tam kỵ, tức là nó có giá 2.586 đồng. Tôi nghe xong vẫn chưa có hiểu. Tóm lại cô phải nhớ thượng đại nhân, khổng ớt kỵ, giáng tam thiên, nhất là xếp theo thứ tự từ 1 đến 9 và cả con số 0. Thực ra số thay thế này chính là giá gốc của trang sức. À, cho nên nhân tức là 3, ớt tức là 5, tam tức là 8, đại tức là 2. Chính xác. Cô ba, tôi có khách, lát nữa rảnh tôi sẽ từ từ nói chuyện trong tiệm cho cô biết nha. Cảm ơn anh nha. Ê, ông đợi. Anh Sanh, sợi dây chuyền mua lúc nãy tôi vẫn còn chưa mở ra đó. Chà, Lucy, em đúng là cao thủ dụ dỗ ông chủ đó. Mua lại giá 80% như cũ. Anh vào phòng sổ sách chi tiền cho em. Em đợi anh. Ê, hey, không mua nữa, chúng ta về. À, nè bà Trương, có chuyện gì vậy? Chỗ này không biết là chỗ gì mà lại tiếp lời con gái lẳng lơ như vậy đó. Đúng là xui mà, có mua được cũng không vui đâu. Bà Trương à, bà ngồi xuống đi, tôi giảm giá cho bà. Đi về, thứ lẳng lơ. Chuyện gì hả Bích Hà? Sao lại liếc anh như vậy? Anh lại làm sai chuyện gì sao? Anh làm ơn kêu cô Lucy ở bên ngoài đó đi về đi. Em nói cái gì vậy? Lucy là khách quen của chúng ta mà. Em biết cô ta là vũ nữ đúng không? Anh thân với cô ta đến nỗi thông đồng với cô ta để dụ khách mua dây chuyền, sau đó thì cho anh thu mua lại đúng không? Bích Hà, em làm ơn đi. Nếu anh không có số khách quen mà em không xem ra gì đó thì công ty có kiếm được nhiều tiền vậy không? Bà Trương đúng là giàu có thật, nhưng lại keo kiệt, vừa kén chọn vừa nhiều chuyện. Nhiều khi tiếp bà ấy cả nửa ngày trời mà cũng không bán được món hàng nào. Còn khách hàng như Lucy đúng là khỏi chê. Em không tán thành cách bán hàng của anh đâu. Cửa tiệm Hào Nguyệt kinh doanh đã lâu năm là thương hiệu nổi tiếng, sao có thể vì loại gái đó mà để mất khách chứ? Em chỉ là tổng giám đốc thôi, ngay đến chủ tịch còn chưa lên tiếng. Em hỏi qua ý của chị hai em trước đi. Anh chỉ là một thủ quỹ kiêm bán hàng thôi. Tổng giám đốc đã lên tiếng mà anh còn làm ngơ, trừ phi là anh không muốn làm nữa. Sao cô em họ của anh kỳ vậy? Vậy là em không thể dẫn các ông chủ đến đây mua hàng nữa hả? Bây giờ người ta dùng chức tổng giám đốc để mà uy hiếp anh, anh cũng đành chịu thôi. Anh nói cho em biết, đợi Hạ Nguyệt đóng cửa rồi nó mới biết sợ. Vậy tối nay anh với anh Long có đến ủng hộ cho em nữa không? Tất nhiên là phải đến rồi. Bọn anh đã hẹn đến tìm em và sẵn bàn chuyện làm ăn luôn. Tối nay gặp nha. Được rồi, bye bye. Bye bye. Anh Sanh, anh đúng là giỏi thật. Anh Long đó khó tính như vậy mà anh cũng là ổn nữa. Khách hàng lớn mà, tất nhiên là phải theo sát. Cũng may anh Long rất hợp tính với tôi. Hợp cái gì? Nên nói là cùng một lũ ôn dịch thì đúng hơn. Anh Long là ai? Anh Long là khách hàng lớn của Hàng Quyền chúng ta. Nhà anh ta có cửa hàng bán ngọc trai, mỗi năm chúng ta đều phân phối rất nhiều hàng cho họ. Anh Sanh tối nay hẹn anh ta bàn chuyện làm ăn. Tối nay em với anh đi gặp anh Long. Em cũng muốn đi hả? Anh ta là khách hàng lớn của Hào Nguyệt, em trong ban giám đốc, đi gặp mặt chào hỏi người ta cũng đúng thôi mà. Được thôi, nếu em đã muốn đi vậy thì đi.
Anh Long à, tối nay anh phải uống cho thật nhiều đó nha. Phải đó, nhất định phải uống đến không sai không về luôn. Đúng rồi, cạn ly. Cạn ly. Xin lỗi tôi đã tới trễ. Vì này chắc là anh Long, tôi là Chu. Ê, là cô Ba Hội Chu, là cô Chu Bích Hà, là tổng giám đốc của Hạ Nguyệt, có đúng vậy không? Anh Sành đã nói với tôi rồi. Ngồi đi, con người của anh Long rất dễ tiếp chuyện. À, cô Chu à, trông cô cũng xinh đẹp thật. Nếu không biết thì tôi còn tưởng cô làm cái nghề này đó. Cũng giống nha. Anh Long nói đùa sao? Cô gái nào ở đây cũng trẻ trung xinh đẹp hả? Còn cô ấy thì có cả con luôn rồi. Có câu già là hết thời. Phải rồi anh Long, lần này tôi đến là để muốn chào hỏi anh, nhân tiện cảm ơn công ty anh vẫn luôn ủng hộ Hảo Nguyệt chúng tôi. À, được rồi, được rồi. Muốn cảm ơn tôi thì uống cạn ly này trước đi. Hả? Phải đó, uống cạn đi. Uống đi. Nè, Bích hả? Anh Long đã có thành ý mời rượu, chẳng lẽ em không nể mặt hay sao? Uống cạn đi. Cho. Trời ơi, trời. Cô lợi hại thiệt. Tôi rất thích. Nè, người ta là tổng giám đốc công ty Ngọc Trai mà còn uống giỏi như vậy. Còn em thì sao hả? Vậy sao? Vậy em uống cạn mà cả thấm lòng luôn đó. Xin mời cô Lucy của chúng ta. Anh Long à, thân hình của Lucy tuyệt vời như vậy, tôi nghĩ không có người đàn ông nào lại không mê cô ấy. Đúng vậy, cô ấy là giai nhân tuyệt sắc, nhưng tôi thấy cô Hà cũng đâu có thua kém gì. Cô ấy hả? Tôi sao có thể so sánh với cô ta? Cô ta sống nhờ vào làm đẹp, còn tôi chỉ biết ngồi trong cơ tìm học cách làm ăn. Lucy tới tìm anh kìa. Uống đi. Mọi người đoán xem nó ở đâu? Vì để tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Thiêm nên tôi cũng học cách ảo thuật. Anh đừng nhăn nhó khó coi nữa. Tôi với anh đang khuya cho đỡ buồn. Ê, anh Long đã lên tiếng, sao tôi có thể từ chối được? Anh Long à, chuyện làm ăn của chúng ta còn chưa bàn xong, hay là vừa ăn khuya vừa bàn được không? Muốn bàn chuyện làm ăn hả? Được thôi, lên xe đi. Biết hả? Đột nhiên anh thấy đau bụng, anh muốn vào nhà vệ sinh. Em với anh Long tới đó trước đi, chút nữa anh sẽ tới ngay. Nè, anh Long, chẳng phải chúng ta đi ăn khuya chờ anh Sanh đến rồi bàn chuyện làm ăn hay sao? Nóng lòng làm gì, bổn thiếu gia đang rất vui, muốn bàn chuyện gì cũng được. Anh muốn làm gì? Hiếm khi được cùng người đẹp đến đây, hay là tâm sự trước nha. Anh Long, hôm nay tôi đến để bàn chuyện làm ăn thôi, anh đừng hiểu lầm. Cần gì phải xấu hổ, ở đây đâu có ai đâu, phải không? Nè, anh đừng tôn trọng tôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ rất tôn trọng cô, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô mà. Không được, anh Long, đừng mà. Anh Long, đừng. Đi tiện. Nè bà Tám, bổn thiếu gia chỉ đùa giỡn với cô thôi,
Cô tưởng tôi muốn cô hay sao? Không cần biết là anh thật hay giả, tôi chỉ biết anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Cô đừng tưởng mình thanh cao, cô làm mẹ luôn rồi. Cô tặng không tôi cũng không thèm, tôi vẫn chơi thôi. Đồ bà Tám, cô giỏi như vậy thì tự đi bộ về đi. Hồng Diệu Sanh, sao anh có thể quá đáng vậy chứ? Anh dám giả vờ đau bụng để tôi lại cho người bạn cầm thú đó của anh sao? Trời, mưa sân sớm có cần nóng giận vậy không? Tối hôm qua anh bị đau bụng thật mà anh phải đi nhà vệ sinh. Nè, sau đó anh có tìm hai người nhưng mà không tìm thấy. Anh không cần giả khờ. Nếu anh không thông đồng với tên họ Chung đó thì sao anh có thể đau bụng ngay lúc đó chứ? Nè, cô em yêu quý, sao em lại đổ oan cho anh như vậy? Anh còn chưa hỏi tội em đó. Nè, thật là tối hôm qua em đã nói gì với anh Long? Em có biết là mới sáng sớm anh ta đã gọi điện đến đòi quỷ đơn đặt hàng với chúng ta hay không? Tôi vốn không muốn làm ăn với loại người hạ lưu như anh ta. Không phải em định lấy việc làm ăn của Hạ Nguyệt ra trả thù riêng chứ? Mỗi năm anh ta làm ăn với Hạ Nguyệt rất nhiều. Nếu bị mất khách hàng lớn này thì công ty chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Còn nữa, em kêu anh làm sao ăn nói với chị hai của em đây? Yên tâm, tôi sẽ giải thích với chị ấy. Em lo mà giải thích cho khéo đi. Lúc mà em còn sống rất coi trọng khách hàng này, căn dặn anh nhiều lần là phải chăm sóc họ thật tốt, không được làm mất lòng khách hàng này. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, Dượng ở dưới suối già mà biết được, thử hỏi em ăn nói sao với Dượng đây. Bích Hà, bây giờ anh cũng phải suy nghĩ nát óc xem có cách nào có thể lấy lòng anh Long để níu vụ làm ăn này không. Nếu anh ta còn không nể mặt anh, còn không thèm nhìn mặt anh thì anh thật sự lo cho em, làm sao dàn xếp chuyện này đây. Cô em gái này của em đúng là quá nóng nảy mà. Việc dạy dỗ em gái thì phải để từ từ. Quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ xem có cách gì lấy lòng anh Long đây. Nè, trước giờ anh đều rất thân với anh Long. Nếu anh chịu ra mặt thì nhất định sẽ dàn xếp xong thôi phải không? Nếu anh ra mặt tất nhiên thì sự việc sẽ khác thôi. Nhưng mà muốn lấy lòng người ta thì cũng cần phải tốn kém một chút ít chứ. Không sao, chỉ cần giữ được mối làm ăn thì không thành vấn đề. Cứ làm theo ý của anh đi. Được. Không cần phiền anh Sanh. Em đã bàn với nhà họ Chung rồi, họ đã ký đơn đặt hàng với Hạo Nguyệt. Sao em lấy lại được mối làm ăn này hả? Là em đắc tội anh Long, em phải chịu trách nhiệm, thì tất nhiên em phải lấy lại mấy đơn hàng này. Anh Long chịu gặp em sao? Em cũng không nghĩ là sẽ thành công, nhưng vẫn phải liều một lần. Ai ngờ em lại gặp may, còn thuyết phục anh ta tiếp tục làm ăn với chúng ta. Bởi vậy mới nói là kinh doanh không được nóng nảy. Lần sau người ta không rộng lượng như vậy đâu. Làm chuyện gì cũng phải nhún nhường nhẹ nhàng, phải biết nghĩ cho nhiều người. Em biết rồi. Nè Bích Dân à, em đừng tưởng lấy lại được mấy vụ làm ăn này là xong chuyện nha. Anh hiểu rất rõ con người của anh Long. Anh ta yêu cầu rất cao, lại rất kén chọn. Nếu còn xảy ra chuyện gì, có phải là do Bích Hà chịu trách nhiệm hay không? Nè, anh nói trước đó, đến lúc đó đừng có kêu anh chịu tội thay. Lỡ như có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh hết trách nhiệm, đưa đơn từ chức. Vậy anh hài lòng chưa? Minh Hạ, anh chỉ nói để đề phòng chuyện không hay thôi. Sao anh lại đỡ để em ra đi? Vậy thì tôi rất muốn được tiếp tục học hỏi anh. Em đã thử dụ thằng bé nói rồi, nhưng nó vừa khôn lại kín miệng, không chịu nói gì hết. Em không dò hỏi được gì. Không phải nó khôn, mà là má nó biết dạy con thôi. Cô ta đoán biết trước sẽ có người tiếp cận thằng bé đó, nên trước đó đã dạy nó nên trả lời thế nào. À phải rồi, anh đang theo dõi cô ta mà, có phát hiện gì không? Anh chỉ thấy cô ta đi gặp một người đàn ông. Còn người đàn ông đó là ai thì tới giờ anh vẫn chưa điều tra ra được. Cô em họ của anh suốt ngày làm ra vẻ thần bí, cứ như là rất bí mật gì. Cô ta có thể lấy lại hợp đồng với anh Long đúng là không đơn giản chút nào. Ừ. Anh nghĩ ở sau lưng cô ta nhất định là có người giúp đỡ. Là ai vậy? Anh không biết. Anh chỉ biết là anh phải nhanh chóng tra ra người đàn ông đó. Nếu không chúng ta ở ngoài sáng, cô ta ở trong tối, sẽ bất lợi cho chúng ta. Anh Sanh, anh nói rất đúng. Theo như anh nói thì phải nhanh chóng loại trừ Chu Bích Hà. Chúng ta không liều được đâu.
Chu Bích Hà thì khác. Cô ta vừa thông minh vừa khó đối phó. Chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng. Anh nói như vậy tức là đã có kế hoạch rồi. Vậy em phải làm gì? Không phải lần nào cũng cần em ra tay. Nhược điểm lớn nhất của Chu Bích Hà là nóng nảy kiêu ngạo. Chúng ta chỉ cần làm cho cô ta không giao được hàng cho khách thì cô ta sẽ phải tự động từ chức. Anh đã có cách khiến cho cô ta không giao được lô hàng này. Mời vào. Anh hai có chuyện gì? Bích Hà, anh làm xong bản báo giá rồi. Em ký vào đi. Cảm ơn anh. Lẽ ra anh cảm ơn em mới đúng. Về chuyện của ông chủ Chung, nếu không có anh giúp thì anh cũng không lo nổi chuyện đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Chúng ta cũng vì công ty thôi. Anh không muốn Hạo Nguyệt mất khách hàng lớn. Không phiền em nữa nghe. Nếu như là vì công ty, sao anh không nói cho chị hai biết? Anh không muốn tranh công với em. Anh gạt được người khác nhưng không gạt được em đâu. Đây không phải là lý do thật sự của anh. Em vẫn thông minh như lúc xưa. Không phiền em nữa. Vậy tại sao lại muốn giúp em? Vì anh thấy chướng mắt khi nhìn thấy có kẻ lợi dụng em, bày ra nhiều trò để mong trục lợi cho mình. Anh muốn nói ai vậy? Anh ra ngoài làm việc đi. Mai à. Cô ba. Chúng ta có danh sách các đại lý Ngọc Trai không? Cô muốn tìm danh sách của các đại lý hả? Đúng vậy. Chúng ta ký hợp đồng với anh Long là phải giao Ngọc Trai đã hoàn tất. Nhưng chúng ta lại không đủ số Ngọc Trai cần thiết, nên tôi muốn tìm đại lý nhập hàng. Cô đợi một lát. Cô ba, ngọc trai của các đại lý này đều rất cao cấp, đều là của anh Sanh mở. Tất cả đều là của anh ta mở sao? Ừ, anh Sanh rất thân với họ. Vậy để tôi tự tìm được rồi. Ừ. Cảm ơn. Không có gì. Lô hàng này phải công nhận là hàng cao cấp đứng đầu. Chú Hoa có nhiều kinh nghiệm. Chú ấy nói ngọc trai của tôi là hàng cao cấp, vậy em có thể yên tâm đặt hàng ở chỗ tôi rồi. Ê... tôi làm trong ngành này đã lâu rồi, vừa nhìn đã biết đây là ngọc cao cấp. Nhưng mà công ty chúng tôi trước giờ đều hợp tác với các đại lý khác, nên không cần đến lô hàng của chú. Nếu là vấn đề giá cả thì có thể thương lượng được mà. Chú Quý à, làm chú đi một chuyến uổng công. Chú Hoa. Hả? Tiền khách. À. Ngọc trai đẹp như vậy mà còn không vừa ý, thiệt là đáng tiếc. À cô ba. Vào đi. Ông ấy là ai? Ông ấy là người tiếp thị của trại nuôi trai Phú Quý. Ông ấy đến tìm mối làm ăn thôi. Mà kệ ông ấy đi. Chú Quý, tôi muốn đặt hàng ở trại nuôi trai của chú. Rất cảm ơn em đã chịu đứng ra chọn quà sinh nhật cho má anh. Anh cũng thiệt là làm con mà lại không biết má mình thích cái gì, còn phải chạy đến hỏi em nữa. Tối nào anh cũng phải đi gặp khách hàng. Thật sự là bận tới nỗi quên luôn sinh nhật của má anh. Anh làm sao có thời gian và tâm trạng đi chọn quà chứ. Cho nên mới cố tình kêu em đi chọn giúp cho anh. Làm người phải để chữ hiếu đi đầu. Còn chuyện gì quan trọng hơn là việc chúc thọ cho dì chứ. Dì chỉ có mình anh là con thôi. Công việc thì để từ từ rồi làm, không cần phải gấp gáp. Em là bà chủ, tất nhiên là không gấp rồi. Cũng giống như Bích Hà vậy đó. Nó làm được việc như vậy, bây giờ tất cả anh Long cũng là khách của nó luôn. Nếu em không cố gắng tập trung giữ mấy khách hàng lớn, nếu để chạy sang hết chỗ của nó thì lúc đó em còn làm ăn được gì nữa. Thì ra là anh sợ Bích Hà đuổi việc anh sao. Yên tâm đi, còn có em ở đây thì anh đừng lo không có việc làm. Bích Vân à, em đừng có dỗ ngọt anh nữa. Có câu ruột thịt thì vẫn hơn, chẳng phải lúc nào cũng chồng và em gái là nhất hay sao? Anh lại nói đi đâu rồi? Tại sao lại nhắc tới chồng của em vậy? Thật ra có những chuyện anh không nên nói ở trước mặt em. Nếu không thì bọn họ lại nói là anh nhiều chuyện đó. Có khi nào em không xem anh là người nhà đâu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Anh nghe nói là sở dĩ Bích Hà có thể ký được hợp đồng với anh Long là nhờ có người đứng phía sau giúp đỡ nó, giới thiệu nó quen ba của anh Long. Vì ba mình lên tiếng nên anh Long nhận lời ký hợp đồng thôi. Ý anh muốn nói là Tường Hưng giúp đỡ cho Bích Hà? Em không biết chuyện này à? Anh cứ tưởng là Tường Hưng đã nói hết với em rồi chứ. Dù chồng em là người giới thiệu thì anh ấy cũng chỉ vì công ty thôi, chuyện bình thường mà. Tuy là anh không biết chồng của em đang nghĩ gì,
anh ta kết hôn với em đã nhiều năm rồi. Chẳng lẽ anh ta vẫn còn chưa quên chuyện năm xưa? Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, em không nghĩ là chồng em còn nghĩ đến Bích Hà đâu. Đàn ông là như vậy đó, đôi khi em không ép họ thì họ không nói ra sự thật. Nè Long, qua đây qua đây. Nè, ngồi đi. Anh Long à, làm gì nhăn mặt vậy? Ta tới đây chơi chủ yếu là muốn vui thôi. Đúng phải cô em của anh vui nổi mới lạ đó. Bây giờ mở miệng nói chuyện còn thấy đau nữa nè. Nè, anh Long đừng có nóng giận mà. Cùng lắm lát nữa tôi sẽ mời Lucy ra ngoài ăn khuya với anh, chịu không? Nè nè, càng đi càng đi. Cô em họ của tôi đúng là quá đáng thật. Cho nên tôi đã nghĩ ra một cách giúp anh trút được cơn giận này. Cách gì hả? Nè, chẳng phải anh đặt hàng mua một lô ngọc trai. Cô em họ của tôi nhất quyết không chịu lấy hàng của đại lý do tôi mở, nhất định đi đặt hàng ở chỗ người tiếp thị. Nhưng cô ta lại không biết người tiếp thị đó là do tôi cố tình sắp đặt. Anh thông đồng với người tiếp thị đó chơi xỏ cô ta. Cô em họ của tôi chưa biết nhận dạng mặt hàng. Cô ta cứ tưởng lô hàng đó là hàng cao cấp, nhưng cô ta không ngờ là lô hàng ông ta giao lại là hàng thứ cấp. Chỉ đến khi cô ta giao hàng cho anh thì chúng tôi sẽ nói hàng thiếu chất lượng, và lúc đó tôi sẽ có thể hiên ngang bắt cô ta xin lỗi tôi. Cạn ly đi anh Long. Cạn. Cạn. Bích Hà. Anh Hưng, có phải là em đã hẹn người tiếp thị của Phú Quý để mua hàng không? Có phải có vấn đề không? Tuyệt đối không được lấy hàng của họ, nếu không bị mắc bẫy đó. Trời ơi, sao trễ vậy? Đến trễ quá. Ghi tên đi, ghi tên đi. Rót trà đi qua đây đi. Bà không ăn đâu, còn ăn đi. Bác thông gia, bác ngồi lâu như vậy có buồn không? Không có buồn. Hay là qua bên đó chơi bài đi. Ờ, được, được đó. Bích Lâm à, con chăm sóc cho má hai. Cô ấy đang mang thai, đừng để người khác làm con bị tổn thương đó. Má cứ yên tâm đi, chúc má thắng lớn. Bích Lâm. Chào bà Sáu. Ủa, người này là... Cô ta hả? Con không quen. À, bà Sáu à, đây là vợ mới của ba con. Trước đây chưa kịp giới thiệu, thật là ngại quá. Vậy hả, không dạ. Sao đâu. Cảm ơn. Cô tự lo đi, tôi còn phải tiếp khách nữa. Được mà. Anh Sanh. Bích Hà tới chưa? Nhưng còn chưa thấy nó. Anh nói nó đi gặp người tiếp thị thì chắc giờ này cũng phải tới rồi chứ. Vậy nếu nó không đến đây thì sao? Vậy em rể của anh chắc không nói nó biết đâu. Bao nhiêu năm rồi, sao lại còn phải tốt với nó như vậy? Bích Hà có còn tồn tại trong lòng của Tường Hưng hay không thì đợi một lát Bích Hà đến sẽ biết thôi. Chúc mừng. Cảm ơn. Sao trễ vậy rồi Bích Hà còn chưa tới chứ? Thật là ngại quá. Đứa cháu này đúng là thiếu phép tắc. Bác đừng nói vậy. Thật ngại quá có đến trễ. Gì à? Có giúp gì Phúc Nhi Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn? Ờ, ngoan lắm, ngồi đi, đã nhập tiệc rồi. Bích Hà, có phải em đi giao dịch với chú Quý đến tới trễ không? Em gửi giao dịch đó rồi. Em nhận được tin là ngọc trai của ông ta có vấn đề, nên không lấy hàng của ông ta. Em không lấy hàng của ông ta, vậy tức là không kịp giao hàng cho anh Long rồi. À, anh nhớ có người nói là nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ chịu hết trách nhiệm, tự động từ chức mà. Anh Sanh, tối nay là lễ mừng thọ của dì, em không muốn mọi người mất vui. Chuyện này để về công ty nói có được không? Nói được thì phải làm được, nhưng không phải bây giờ em muốn nuốt lời chứ. Sao chuyện đừng của em có giới hạn không? Chuyện công việc để về công ty bàn đi, món ăn cũng sắp dọn lên rồi. Chuyện này liên quan gì tới anh? Anh xen vào làm gì hả? Bích Hà, làm người thì phải có trách nhiệm, phải giữ lời hứa. Bích Hà, em nên can đảm đối mặt với sự thật đi. Quả thật lần này em đã làm sai rồi đó. Người làm sai không phải em, mà là anh. Trời ơi, con đừng nói lung tung chứ. Con không có hàng giao cho khách hàng thì liên quan gì tới thằng Sanh nhà gì? Chính vì con nể mặt gì cho nên mới không lật tẩy bộ mặt thật của anh ta ở đây. Nhưng anh ép em nói, em cũng đành phải chịu thôi. Thật ra có chuyện gì vậy? Bích Hà, hôm nay con nhất định phải nói cho rõ ràng. Tuy con không giao dịch với chú Quý, nhưng mà chú ấy nói rất nhiều chuyện cho con biết. Cô Chu à,
Cô nói ngọc trai của tôi không phải là loại 3A. Có hai người thu mua ở Hảo Nguyệt đã xem hàng rồi mà. Nếu hàng của chú đúng là hàng được trước mà đến Hảo Nguyệt thì tôi tuyệt đối không hủy Du Lâm ăn này. Chú có biết chú làm vậy đồng nghĩa là lừa đảo không? Cô chú à, không có chứng cứ cô không nói như vậy được. Tôi quen với không ít thám trưởng, sở trưởng. Tôi có thể nhờ họ điều tra và bắt người bất cứ lúc nào. Tất nhiên tôi biết rõ mọi chuyện không phải là chủ ý của chú. Nếu chú chịu nói ra kẻ chủ mưu, tôi đảm bảo chú sẽ không sao. Chú Quý nghe theo lời anh Sanh thông đồng với nhau để mà gạt con. Thấy con không hiểu nhiều về ngọc trai, đưa ra giá mua ngọc trai cao cấp để mua về loại ngọc trai thứ cấp. Nè, tất nhiên là không phải rồi. Nè, thật ra là tất cả chuyện này là chú Quý sẽ trả phần tiền trung gian cho anh. Anh vốn muốn ăn chặn tiền của Hạo Nguyệt. Anh đúng là không bỏ qua một cơ hội kiếm chác nào. Được nhận tiền chiết khấu cũng là rất bình thường thôi. Rất nhiều cửa hàng đều làm như vậy, có ảnh hưởng gì tới công ty đâu. Nè, trước đây Dượng không hề nói gì, Bích Dân cũng không bao giờ hỏi tới mà, có đúng không? Lần này anh thật sự rất quá đáng, em cũng không giúp được anh đâu. Chủ tịch có quyền truy cứu nhân viên ăn tiền hoa hồng. Ba em nể mặt má anh nên mới nhắm mắt cho qua mà thôi. Nhưng em thì sẽ không bỏ qua. Về chuyện này, bây giờ em làm theo quy tắc. Em quyết định cắt chức anh. Không phải chứ, em muốn đuổi việc anh sao? Sao lại như vậy chứ? Diệu Sanh à, tại sao chuyện lại như vậy, tính sao đây? Dì à, con xin lỗi đã làm hỏng tiệc mừng thọ của dì. Con xin phép. Em khoan đi đã. Bích Hà, em nói rõ đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Từ ngày em quay về nhà họ Chu là đã đối đầu với anh, bây giờ lại còn muốn đuổi anh ra Hạo Nguyệt là sao? Tôi không nghĩ ra lý do để giữ anh lại. Vậy em có nhớ là má em đã hứa là sẽ chăm sóc anh hay không? Em đuổi việc anh thì em làm sao ăn nói với má em, làm sao ăn nói với ba em? Anh đem họ ra uy hiếp tôi. Lúc ba tôi hấp hối đã nói là phải đuổi việc anh. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, là tự anh không biết quý trọng thôi. Tôi đã cạn tình cạn nghĩa với anh rồi, đừng có trách tôi. Dù thế nào cũng là anh em họ với nhau, em có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Em nhất định đuổi anh ra mới vừa lòng sao? Tôi không hề đùa giỡn, nhưng đuổi được anh tôi thực sự rất là vui. Vì chuyện gì mà em cứ không chịu buông tha cho anh chứ? Chẳng lẽ em hận anh tới vậy sao? Phải, tôi rất căm hận anh nên tôi sẽ không tha cho anh. Tôi phải làm cho anh không thể làm trong ngành này được nữa. Em có cần tuyệt tình như vậy không? Mọi chuyện là do anh tự làm tự chịu. Anh thật sự không hiểu tại sao lúc nào em cũng muốn đối đầu với anh. Anh có mối thù sâu nặng với em hay sao? Vì anh đã hại chết chồng tôi. Phong quang bùi hầu góp đất mê sang thâu. Yêu chắc tình tâm, yêu cú si chẳng câu. Hòn thâu liễu sợi hủy châu. Sì dầu nầy một suy chuyên hoài nầy. Ngô mê lâu sợ hoài sáng thông chân bê. Yêu lời mô cảm tình như hồ ích kê. Đất bất đô yên sáng chẳng hồ chì hê. Sì dầu nầy mong điều si chi